Chào mừng các bạn đến với Let's Talk, chương trình talk show hướng nghiệp trường Đại học Văn Lang dành tặng thế hệ Gen Z. Gen Z, cộng đồng người trẻ đam mê sự đột phá, tốc độ và thời thượng. Trong số các bạn, không ít tình yêu dành cho vẻ đẹp những chiếc xe ô tô cực ngầu. Hôm nay chúng ta không nói về những chiếc xe, mà chính là những tác giả chế tạo ô tô, những người yêu thích lĩnh vực kỹ thuật công nghệ. Họ có đặc điểm tính cách gì? Họ đã tạo ra một chiếc ô tô với hàng tỷ chi tiết máy được lắp ráp và khớp nối với nhau như thế nào? Và vì sao họ lại đam mê ngành công nghệ kỹ thuật ô tô đến thế? Với sự phát triển của ngành này thì nhân lực của ngành này đòi hỏi rất là nhiều. Nên chúng ta thấy là gì? Cần rất là nhiều vị trí. Nhà nước xác định là mũi nhọn phát triển trong tương lai. Cái sự hấp dẫn về nghề nghiệp sau khi mình học ngành ô tô ra trường, mình có thể xin được việc làm rất là nhanh và phù hợp với cái chuyên ngành học của mình. Đối với em thì ngành công nghệ kỹ thuật ô tô giúp em phát huy được sức sáng tạo của mình và sống thật với mình hơn. Còn theo em thì ngành công nghệ kỹ thuật ô tô giúp cho em hiểu được cách vận hành của một chiếc ô tô. Dạ, với em thì em được hiểu biết thêm về những kỹ thuật sản xuất ô tô hàng đầu thế giới hiện nay. Trước khi khám phá thế giới ngành nghề công nghệ kỹ thuật ô tô, mời bạn nhanh tay quét mã QR trên màn hình để làm trắc nghiệm hô lình, giải mã nhóm tính cách tự nhiên của bạn, từ đó xác định những ngành nghề phù hợp. Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô thuộc nhóm kỹ thuật, bạn test xem tố chất của mình phù hợp không nhé. Ngay bây giờ, chúng ta cùng gặp gỡ những thành viên đại diện đến từ nhóm kỹ thuật để kể chuyện tất tần tật về ngành công nghệ kỹ thuật ô tô với sự dẫn dắt của MC Minh Khoa. Now, let's talk! Lời đầu tiên, Minh Khoa xin được gửi lời chào mừng đến tất cả các bạn đang xem series hướng nghiệp năm 2022 tại Trường Đại học Văn Lang. Let's talk! Đây là chuỗi talk show đối thoại giữa các bạn học sinh cấp 3 trung học phổ thông đang băn khoăn về việc chọn ngành nghề cho chính bản thân mình trong tương lai, cùng với các thầy cô anh chị đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực. Và mỗi tuần sẽ là những câu chuyện, những ngành nghề khác nhau. Let's Talk hy vọng là sẽ mang đến những thông tin về hướng nghiệp bổ ích cho các bạn học sinh, phù hợp với nhu cầu của các bạn như đúng thông điệp của chương trình. Đó là đối thoại để hiểu mình và chọn ngành. Ngày hôm nay thì Minh Khoa rất là vinh hạnh khi sắp được tiếp đón những gương mặt là những con người đã và đang làm việc trong một ngành nghề, một lĩnh vực khá là nổi tiếng mà nhiều người đang quan tâm, đó chính là công nghệ ô tô. Giữa một thế giới ngành nghề bao la rộng lớn như vậy thì sức hút bền vững của ngành công nghệ kỹ thuật ô tô cũng như đam mê làm chủ công nghệ của người trẻ luôn là rất lớn. Nhắc đến người trẻ thì bây giờ Khoa xin được mời ba gương mặt triển vọng là ba vị khách mời trẻ tuổi nhất của ngày hôm nay. Nào, xin mời. Xin chào ba em, bây giờ thì chúng ta hãy cùng ngồi xuống. Thì ba em hiện tại đang là học sinh lớp 12 đúng không nào? Và khi mà mình tới đây chắc hẳn là mình đang ấp ủ những điều mà mình thắc mắc, những thứ mình đang trăn trở về ngành công nghệ ô tô. Và người sẽ giải đáp cho các em về những thắc mắc về ngành sẽ là bộ ba tư vấn xịn sò ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được giới thiệu bộ ba tư vấn. Thạc sĩ Đoàn Thanh Sơn, Phó trưởng bộ môn động cơ và khung gầm, khoa công nghệ ô tô trường Đại học Văn Lang, giảng viên đào tạo Đồng Sơn cho Toyota. Thầy có hơn 8 năm giảng dạy tại các trường đại học về ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Ông Nguyễn Trần Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Carcare Service. Ông là đối tác doanh nghiệp hợp tác đào tạo của khoa công nghệ ô tô, đã tài trợ các thiết bị phục vụ việc học tập của sinh viên Văn Lang, giảm 30% học phí các khóa chăm sóc xe ô tô tại doanh nghiệp. Anh Lê Vĩnh Thiên, sinh viên năm 3 ngành công nghệ kỹ thuật ô tô trường Đại học Văn Lang. Anh hiện là bí thư đoàn khoa công nghệ ô tô, sinh viên tiêu biểu năm 2021, đạt học bổng thủ khoa 2 học kỳ, điểm trung bình tích lũy đạt 8.88. Và lời đầu tiên thì em xin được kính chào thầy Sơn, anh Sơn và cũng như là anh Thiên. Thì đây sẽ là những gương mặt mà giải đáp những câu hỏi, 1.000 câu hỏi vì sao cho ba bạn học sinh ở đây ngày hôm nay. Bây giờ thì các em hãy giới thiệu tên và cũng như là ngôi trường mình đang học cho các bạn khán giả đang xem đi nào. Chào mọi người, em là Đàn Trọng Tuấn An, hiện đang học lớp 12A3, trường trung học phổ thông Tam Phú ạ. Dạ, xin chào tất cả mọi người, em là Trần Thành Đạt, học lớp 12A3 đến từ trường trung học phổ thông Tam Phú ạ. Dạ, xin chào mọi người, em là Hồ Minh Hoàng, lớp 12A11 đến từ trường trung học phổ thông Gò Vấp ạ. Cảm ơn ba em rất là nhiều và
Theo anh biết là ba em năm nay là học sinh lớp 12 đúng không? Tức là mình đã là năm cuối cấp 3 rồi. Đây là cái khoảng thời gian mà các em sẽ có rất là nhiều băn khoăn trăn trở về ngành nghề và về con đường đại học của mình đúng không nào? Ở đây thì mình đã có đủ các vị trí như là giảng viên nè, doanh nghiệp nè và sinh viên đang theo học tại trường Văn Lang. Đây sẽ là những cái thời gian để các em có thể là bộc lộ những cái tâm tư cũng như là những cái băn khoăn của mình nhé. Ok, bây giờ thì mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Nếu đã sẵn sàng rồi thì mình hãy cùng Let's Talk! Các bạn thân mến, có một thông tin về trắc nghiệm nghề nghiệp Holland, đó là những người làm trong ngành công nghệ ô tô là dân kỹ thuật thì họ có những cái đặc tính nổi bật về tính cách, họ thích thực hành và đổi lại thì thích làm nhưng mà lại không thích nói. Điểm yếu của họ đó ví dụ như là không thích và cũng không giỏi diễn đạt bằng ngôn từ hay là biểu đạt cảm xúc để nói ra những cái ý tưởng của bản thân. Và thứ hai là họ ghét phải nói nhiều và ghét phải giải thích dài dòng. Cho nên là nhiều khi là dân kỹ thuật hay bị thua thiệt hoặc là bị hiểu lầm bởi vì có những người không hiểu hết được ý tưởng của họ. Và cái thứ ba đó là dân kỹ thuật cũng dễ mất kiên nhẫn và có phần hơi cục tính một chút xíu. Cho nên là những người xung quanh sẽ có xu hướng là xa lánh họ. Thì đối với nhận định này, không biết là ban tư vấn có suy nghĩ như thế nào? Nhận định này có đúng không ạ? Em mời thầy Sơn ạ. Rồi, chào mọi người. Tùy theo văn hóa của gia đình mà sẽ hình thành tính cách khác nhau. Sở dĩ mọi người nói ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, con người khô khan, ít nói, ít diễn tả, thì do là ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, chúng ta khi học thì chúng ta sẽ thiết kế tính toán, thì đó là việc chúng ta tính ra những con số. Sau đó trong quá trình chúng ta học hành thì chúng ta sẽ được thực hành, thì cũng là gì bằng thao tác trên những cái thiết bị, những cái công cụ và những cái chi tiết trên ô tô. Tuy nhiên trường Đại học Văn Lang rất là chú trọng vào giao tiếp tốt. Thì trong quá trình chúng ta đi làm thì một người kỹ sư ô tô cần phải diễn đạt được, cần phải trình bày được các kiến thức chuyên ngành của mình cho mọi người hiểu. Trong cái chương trình học thì có thiết kế trong các nội dung. Dạ, tức là theo thầy là dân kỹ thuật là bởi vì đặc tính là làm nhiều nên là hơi ít nói, thì bù lại trường Văn Lang của mình đã có những cái chương trình học bổ sung về những cái kỹ năng mềm như là có thể là thảo luận nhóm hay là thuyết trình trong cái quá trình học và những cái kỹ năng mềm khác nữa để giúp cho các bạn sinh viên của công nghệ ô tô có thể là năng động hơn năng động thầy. Dạ, đó là góc nhìn từ giảng viên của trường Văn Lang. Em xin được cảm ơn thầy rất là nhiều. Còn đối với một góc nhìn từ doanh nghiệp thì anh Trần Sơn ơi, không biết là anh có cảm nghĩ gì về nhận định này ạ? Xin chào tất cả mọi người. Thì, đứng ở khía cạnh là từ một cũng là một sinh viên ô tô, rồi cũng đã từng đi làm về kỹ thuật ô tô, sau đó mình chuyển hướng sang kinh doanh. Thì về cái nhận định này thực tế là nó là một cái đặc thù của ngành công nghệ ô tô. Hầu như là học ô tô từ trong nhà trường rồi, mình đã giống như là thầy Thanh Sơn đã chia sẻ, từ bước ban đầu là đã phải tiếp xúc với tất cả là toàn là con số và những cái chi tiết, mà hầu như là những cái chi tiết này nó không có biết nói. Hầu như là chỉ có những cái tiếng nổ khi nào mà mình khởi động động cơ thôi thì nó mới có tiếng. Dẫn đến là kể cả sau này mình ra trường đi làm cũng vậy. Và đặc trưng của ô tô là nó được lắp ghép từ rất nhiều chi tiết khác nhau. Chỉ cần hai cái chi tiết lắp ghép với nhau thôi là nó đã cần phải một độ chính xác rất là lớn rồi, sai số rất là nhỏ. Thì ở đây á, những cái người học ô tô hay là sau này ra làm về ô tô á, không phải là họ không muốn nói đâu. Không phải là họ ngại diễn tả hay là diễn đạt cảm xúc của mình hay là ý tưởng của mình, mà đối với ngành công nghệ ô tô thì những cái công việc liên quan đến ngành ô tô nó đòi hỏi một sự tỉ mỉ, cẩn thận và sự chính xác tuyệt đối. Bởi vì để làm sao hoàn thiện cái chiếc ô tô cho nó vận hành trơn tru và bảo đảm cái sự an toàn cho người sử dụng, thì mỗi người học ô tô hay là làm việc về ngành ô tô cần phải sự tập trung tối đa vào cái công việc của mình. Thì từ cái sự tập trung tối đa đó, mỗi khi mình làm một việc gì đó mà mình cần phải tập trung tối đa thì mình rất là ngại bởi những cái tác động bên ngoài. Rất là ngại bởi vì mỗi lần như vậy mình sẽ bị phân tâm và sẽ xảy ra sai sót. Và đối với một chiếc ô tô, một khi xảy ra sự sai sót thì cái ảnh hưởng nó rất là lớn, dẫn đến là những người làm trong ngành ô tô sẽ là cục tính và khó gần, bởi vì trong lúc họ làm việc thì họ không muốn ai phải là làm sao động đến họ. Và họ cục tính ở chỗ là kỹ thuật thì chỉ là giải thích trong vấn đề kỹ thuật,
không thể sử dụng những từ khác được. Bởi vì nếu như sử dụng từ khác thì nhiều lúc nó sẽ bị sai ý nghĩa đi so với cái ý muốn ban đầu của họ. Dẫn đến là cái này chỉ là một cái khía cạnh nhỏ thôi, chứ không thể là áp đặt hẳn cho là dân ô tô là luôn luôn như vậy được. Dân ô tô khi mà mình tập trung cao độ thì mình sẽ kiệm lời một chút xíu, ít nói, để có thể là dùng hết toàn bộ công suất làm việc của mình vào cái công việc của mình đang làm, đúng không? Đúng rồi. Dạ, và có thể nói là những người mà làm về kỹ thuật á, họ không thể nào mà cảm tính quá nhiều được. Đúng rồi. Dạ, đó, bởi vì đó là những cái con số cụ thể chứ không phải là bằng những lời văn hay là những cái lời diễn giải như là công việc của em đang ngồi đây để nói chuyện với thầy và các anh. Còn đó là góc nhìn của giảng viên nè và doanh nghiệp. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng đến với một góc nhìn tiếp theo thân thuộc hơn với tất cả chúng ta. Đó là góc nhìn của các bạn Gen Z, là sinh viên và học sinh. Bây giờ thì ở trước mắt thì em xin được mời anh Vĩnh Thiên. Anh Vĩnh Thiên, đối với nhận định mà em vừa nêu của thông tin về trắc nghiệm nghề nghiệp Holland thì anh có cảm nghĩ như thế nào? Anh thấy là sinh viên mình, dân kỹ thuật mình có phải là cục tính, có phải là như là bên thông tin này chia sẻ không? Tính của mỗi người mỗi khác, nên là mình sẽ không có đồng tình với lại cái quan điểm trên. Mình có quen một số các bạn K25 và các em K26. Các bạn rất là dễ thương và dễ mến. Còn một số bạn còn thích ca hát và nhảy múa nữa kìa. Nên là mình nghĩ nhận định trên là không có đúng. Tức là theo anh Vĩnh Thiên là tùy người, thì cái quan điểm này nó hơi áp đặt một chút xíu. Tại vì mỗi người sẽ có một cái cá tính khác nhau, đúng không anh? Dạ. Còn đối với các bạn học sinh, hiện tại thì các bạn đang tập trung cao độ cho việc ôn thi đại học đây nè. Thì không biết là có một cái thông tin nói là các bạn là những người ít nói và ghét nói nhiều, cũng như là hơi cục tính một chút xíu, thì các bạn có thật sự là như vậy không? Anh mời Tuấn An trước đi ha. Theo em thì cái này cũng thể là hoàn toàn sai à. Vì giống như thầy Trần Sơn hồi nãy vừa nói là ngành kỹ thuật ô tô là ngành về chân tay và vận động, đầu óc chính xác rất là cao. Khi mà mình đang làm thì nhiều người nói xung quanh mình chứ kiểu mình không có tập trung vấn đề được, chứ chẳng nói mình rất bị là cục tính hay bị mọi người hiểu nhầm à. Còn đối với Thành Đạt thì em có cảm nghĩ như thế nào? Cách làm việc của em là em cần một không gian tĩnh lặng để em có thể tập trung làm việc, tại vì khi im lặng thì cái chất lượng công việc nó có thể tăng cao hơn. Em cũng như hai bạn trên, em cũng cần một không gian yên tĩnh, nhưng mà những lúc chuyện quan trọng thì mình có thể bỏ ra một tí thời gian cũng được. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều với những cái câu trả lời về những cái quan điểm mà mình thấy đậm chất kỹ thuật luôn. Tức là họ thích những cái sự yên tĩnh và cần sự tập trung cao độ khi làm việc. Và như vậy thì nãy giờ là hỏi ba bạn nam nè, cũng hỏi về thầy, về các anh cũng là nam luôn. Thì ở đây có bạn nào bây giờ lúc này đang thắc mắc là vậy thì các bạn nữ có học được ngành công nghệ ô tô hay không? Đúng không ạ? Và rõ ràng là đây là một cái câu hỏi mà muôn thuở được đặt ra. Và em xin được hỏi thầy Sơn một chút xíu, đó là riêng ngành công nghệ kỹ thuật ô tô của trường mình, đấy thì có nhiều bạn nữ tham gia học về ngành này không ạ? Và khi mà các bạn nữ học thì có gặp những cái khó khăn gì không ạ? Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô thì có rất là nhiều công việc và vị trí khác nhau. Thì tùy theo công việc mà có gì cần ở một cái tính cách ghi biệt. Nên là gì? Nhưng là như là những vị trí như là cố vấn dịch vụ nè, tư vấn nè, chăm sóc khách hàng thì cần là gì? Một nữ thì sẽ gì rất là tốt hơn. Tại trong vấn đề gì? Giao tiếp với khách hàng, chăm sóc khách hàng, hiểu được khách hàng tốt hơn nam giới. Dạ, em cảm ơn thầy Sơn rất là nhiều. Khi mà nhắc đến công nghệ kỹ thuật ô tô thì người ta sẽ nghĩ tới là máy móc nè, rồi dầu nhớt, rồi xe cộ này nọ, thì người ta sẽ nghĩ tới nam thôi. Nhưng mà mọi người quên mất những cái lĩnh vực như là tư vấn, chăm sóc khách hàng thì cũng rất là cần thiết. Và nữ sẽ là người phù hợp cho những lĩnh vực này, bởi vì các bạn ấy sẽ là khéo léo và tinh tế trong việc giao tiếp hơn. Thực ra thì ngành ô tô nói vậy thôi chứ rất là nhiều cá thể, rất là nhiều cá tính khác nhau. Tập trung cao độ nên hơi trầm tính cũng có, năng động sáng tạo cũng có luôn, hài hước cũng có luôn. Anh cũng xin được hỏi ngoài lề ba em một chút xíu, thì em có cái đam mê về cái thương hiệu ô tô nào không? Tuấn An trước nha. Em thích của em thì em thích về Lamborghini hơn anh. Tại nó dạng thể xe thể thao và cái kiểu dáng nó rất là ngầu, và em thích đam mê về tốc độ nữa. Em thích sự ngầu căng đét của nó, đúng không? Đúng rồi. Rồi còn đối với Thành Đạt thì sao, em thích hãng nào? Anh ruột của Ferrari hả?
Ừ, thì anh thấy Đạt cũng là một người khá là quan tâm về cái ngoại hình của chiếc xe đúng không nào? Còn về Minh Hoàng thì sao, em thích hãng nào? Dạ thưa anh, thì em thích Mercedes-Benz. À, tại sao lại thích Mercedes nhỉ? Dạ, Mercedes có những công nghệ đi đầu thế giới hiện tại và cái kiểu dáng của nó cũng rất là sang trọng và hiện đại. Rồi, cảm ơn ba em rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là phần chính của chương trình. Các bạn thân mến, theo Minh Khoa được biết thì cả ba em học sinh ngày hôm nay đã tham gia là đăng ký nộp học bạ xét tuyển đợt 1 đúng không nào? Và hiện tại thì trường Đại học Văn Lang của mình cũng đã đang mở cổng để xét tuyển học bạ đợt 1 đó. Thì các em bây giờ có những cái thắc mắc gì? Về ngành học trước đi, thì các em có những thắc mắc nào về ngành học của mình sắp tới? Em muốn hỏi là trong cái ngành của mình thì gồm có những bộ môn nào ạ? Trong ngành của mình có những bộ môn nào? Dạ, câu này thì em xin được mời thầy Sơn. Rồi, cảm ơn em. Khoa công nghệ kỹ thuật ô tô thì có 3 cái bộ môn. Bộ môn thứ nhất đó là bộ môn cơ sở ngành. Bộ môn thứ hai đó là bộ môn động cơ khung gầm ô tô. Bộ môn thứ ba đó là điện tự động ô tô. Thì đây là 3 cái bộ môn chính của Khoa. Thì giúp cho chúng ta trong việc học tập các môn học phần. Như từ cái học phần gì? Cơ sở ngành đến học phần chuyên ngành, giúp cho chúng ta phát triển toàn diện về phần gì? Chuyên môn lẫn phần kỹ năng giao tiếp. Thầy đã giúp em khai sáng được phần nào chưa? Em còn phần nào hơi khúc mắc nữa không? Dạ, em muốn hỏi thầy thêm là bộ môn điện tự động mô tô thì nó gồm có những môn học nào và có môn học khó không ạ? Thì về bộ môn điện tự động mô tô thì nghe cái tên là chúng ta hiểu là những cái phần nào liên quan đến phần điện. Thì chúng ta thấy thứ nhất đó là điện động cơ. Thứ hai đó là điện thân xe, là điện ở bên ngoài chiếc xe. Thứ ba đó là điện điều khiển trên ô tô. Trong quá trình chúng ta học những cái học phần này, đầu tiên là chúng ta sẽ học phần là điện tử ô tô. Thì chúng ta đã tìm hiểu được cái cơ bản về những cái kiến thức về phần điện. Thì từ đó trên cái nền tảng này thì chúng ta sẽ rất dễ dàng tiếp cận những cách kiểm tra, đo kiểm những cấu tạo nguyên lý hoạt động của gì? Của hệ thống đó. Em cũng có thắc mắc gửi đến ban tư vấn là kiểu nếu mà mình vô trường thì mình có cần cái kỹ năng mềm nào không để trước khi vô trường để mình đỡ bỡ ngỡ hơn những cái ngành à? Dạ, một câu hỏi về kỹ năng mềm, em xin mời thầy Sơn trả lời câu hỏi này ạ. Rồi, cảm ơn Tuấn An. Hầu như các bạn trước khi vào trường hoặc là chuẩn bị ra trường thì lúc nào cũng có gì suy nghĩ coi chúng ta cần học những cái kỹ năng nào để bổ sung cho kiến thức cho chúng ta để chúng ta hoàn thiện hơn. Thì theo thầy thì khi chúng ta mà trước khi vào trường á, nhưng chúng ta gì trao đều những kiến thức về giao tiếp, thứ hai là sinh hoạt nhóm, tham gia câu lạc bộ, thứ ba là thảo luận. Từ đó sau này khi chúng ta vào trong cái môi trường đại học thì chúng ta sẽ học được những cái kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp thì giúp cho chúng ta hoàn thiện hơn. Sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta tham gia các câu lạc bộ, đồng thời là chúng ta có thể tham gia vào gì ở đoàn hội để từ đó chúng ta gì cho chúng ta tự tin hơn trong cái gì, quá trình chúng ta giao tiếp. Dạ, em cảm ơn thầy Sơn. An ơi, em đừng có quá lo lắng về cái chuyện là mình có kỹ năng mềm. Tại vì sao? Tại vì là trường sẽ là nơi để giúp em có được những cái kỹ năng mềm đó. Đảm bảo là sau những năm học ở Văn Lang thì em sẽ ngoài những kiến thức chuyên ngành, em sẽ có được kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và rất là nhiều kỹ năng khác qua những hoạt động và phong trào học tập. Những cái câu hỏi đầu tiên và cũng như là những câu trả lời đầu tiên đã mở đầu cho một cái talk show cũng khá là ý nghĩa ngày hôm nay đúng không nào? Và câu hỏi tiếp theo thì Minh Khoa muốn dành cho anh Thiên. Thì anh Thiên là hiện tại anh đang là sinh viên năm 3 cả nhà. Qua 3 năm học tập thì anh cũng đã có tích lũy cho mình được những cái kinh nghiệm riêng cho bản thân đúng không anh? Thì cho em quay lại chút xíu về cái khoảng thời gian mà anh là học sinh lớp 12. Thời điểm mà anh đang lăn tăn chọn ngành, chọn nghề và chọn trường cho bản thân á. Thì cái thời điểm đó là anh đã có cái dự định nghề nghiệp cho tương lai của mình chưa? Khi mà anh chọn cái ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Và tới thời điểm hiện tại thì cái dự định nghề nghiệp đó nó có xoay đổi điều gì không? Còn là học sinh này thì mình chọn ngành công nghệ ô tô là ngành tương lai của mình đó. Thì mình chỉ muốn là sau này khi ra trường mình được
tiếp xúc với ô tô và được tìm hiểu hơn nhiều về đam mê của mình là được rồi. Nhưng mà sau 3 năm thì đương nhiên thì cái dự định mình cũng có thay đổi một chút. Đó là mình sẽ kiếm thật là nhiều tiền ở ngành này và tự mua riêng cho mình chiếc xe hơi. Wow, tức là cái những cái ước muốn, những cái tham vọng của mình nó ngày càng nó lớn hơn để mình đặt những cái mục tiêu lớn hơn và mình sẽ có nhiều sự cố gắng hơn, đúng không anh? Và đó là những triển vọng nghề nghiệp. Và triển vọng nghề nghiệp, nhắc đến triển vọng nghề nghiệp thì triển vọng nghề nghiệp của ngành công nghệ kỹ thuật ô tô hiện nay là một cái điểm hấp dẫn cho các bạn học sinh và kể cả là các quý phụ huynh luôn. Và anh Sơn ơi, từ góc nhìn của một doanh nghiệp thì anh có thể chia sẻ về những lĩnh vực nghề nghiệp mà các bạn trẻ khi mà mình học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô thì trong tương lai mình có thể là theo đuổi những nghề nào ạ? Đối với các bạn trẻ mà học cái ngành công nghệ kỹ thuật ô tô ra thì cái ngành này làm được rất là nhiều việc trong rất là nhiều lĩnh vực hoặc là trong rất nhiều cơ quan, công ty khác nhau. Thì về cơ bản, về phải kể đến đầu tiên đó là các xưởng lắp ráp ô tô. Cái thứ hai là làm nhân viên trong các đại lý ủy quyền của các hãng xe, từ phòng kinh doanh đến phòng dịch vụ. Rồi thứ ba là làm việc trong các xưởng hay gara ở bên ngoài của những cái anh chị đã đi trước, họ không muốn gò bó ở trong công ty, họ ra họ tự mở. Cái thứ tư là các trung tâm chăm sóc xe. Cái thứ năm là các trung tâm đăng kiểm, kiểm định xe cơ giới. Thứ sáu là các công ty bảo hiểm phi nhân thọ mà chuyên về xe ô tô hay là xe tải, xe cơ giới này kia. Và bên cạnh đó còn một cái bộ phận nữa, đó là trong các sở của Bộ Giao thông Vận tải. Tức là mình học về ô tô ra thì mình có thể làm được việc ở trong tất cả những cái lĩnh vực đó. Dạ, qua một vài cái lĩnh vực, chỉ là một vài thôi, của anh lĩnh vực của anh Sơn đã kể thì có thể thấy là cái ngành của mình rất là nhiều cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho các bạn sinh viên sau khi mà ra trường, từ ở vị trí trong công ty nè, ra tới trung tâm gara, đại lý và kể cả là sở giao thông vận tải, đúng không ạ? Thì rõ ràng là các bạn học sinh là lúc này các bạn sẽ cảm thấy là hơi bị có thể là hơi bị hoang mang một chút xíu, tại vì quá nhiều nghề để mình chọn, đúng không? Thì không biết là các bạn đã có được những cái định hướng nghề nghiệp cho mình chưa? Em thì em nghĩ là ngành nào nghề nào thì bắt đầu kết thúc mình cũng muốn có một cái tiền lương nhất định để nuôi gia đình. Thì theo em muốn hỏi ban tư vấn là mức thu nhập của các ngành trong cái kẹo ô tô là như thế nào? Một câu hỏi rất là hay về mức thu nhập. Dạ, em xin mời anh Sơn. Câu hỏi này Tuấn An đưa ra là hầu như là cái thắc mắc chung của tất cả mọi người, không chỉ riêng ngành nghề ô tô. Khi mà các bạn đi học ra, các bạn luôn luôn xác định là mình sẽ học cái đó ra, mình làm cái đó. Thì mình luôn luôn đặt câu hỏi đầu tiên là mình học ra, mình làm cái nghề đó, mình kiếm được bao nhiêu. Bao giờ cũng vậy, học và đi làm thì vẫn phải liên quan đến kinh tế. Vì người ta vẫn nói là có thực mới vực được đạo. Nhưng mà thực tế nó phải là như này. Tức là bất kỳ ở đâu, kể cả nhà nước mình, đều tại sao phải đặt ra gọi là mức lương cơ bản, mức lương vùng. Thì bất kỳ ngành nghề nào thì khởi đầu đều là bằng cái mức lương của nhà nước hoặc là mặt bằng chung của cái vị trí hoặc là của tỉnh thành mà mình đang làm việc. Rồi sau này mình làm một thời gian thì mình học hỏi thêm, mình phấn đấu thêm thì mình mới đi lên, và từ lúc đó thì lương nó mới bắt đầu tăng theo. Chứ không thể nào mà, trừ khi bạn quá giỏi đi. Bạn quá giỏi đi thì lúc mà bạn bước chân ra khỏi trường đại học, người ta săn đón thì lúc đó thì cái mức thu nhập của mình mới tăng đột biến. Còn nếu như mình ra trường cũng là đi học rồi ra trường này kia bình thường thôi thì mình cũng sẽ là bước chân từ bậc thang từ thấp nhất lên tới cao, và lương nó cũng sẽ đi theo như vậy. Vì con số cụ thể thì sẽ không thể bao giờ là mình ước lượng được. Dạ. Và câu trả lời của anh Sơn không chỉ dành cho ngành công nghệ kỹ thuật ô tô không đâu, mà là cho tất cả các ngành nghề luôn. Bởi vì cho dù các em làm bất kỳ công việc nào thì cũng cần phải có sự cố gắng, nỗ lực. Cũng hy vọng là trong tương lai em sẽ có được những thành tựu nhờ sự cố gắng của bản thân mình nha. Rồi, tiếp theo là câu hỏi mà anh sẽ dành cho Thành Đạt hỏi ban tư vấn ngày hôm nay. Dạ, cho em xin hỏi ban tư vấn là phân bố thời gian để thực tập ở xưởng và thực tập ở doanh nghiệp là như thế nào ạ? Dạ, một câu hỏi về thời gian thực tập thì em xin được tiếp tục mời thầy Sơn trả lời ạ. Rồi, cảm ơn Thành Đạt. Thì cái câu hỏi đó cũng rất là hay. Thì tại vì giúp cho chúng ta biết hiểu rõ hơn là trong quá trình chúng ta học thì chúng ta có thực đi thực tập không, tại xưởng hay không, hoặc là chúng ta có thể có đi thực tập ở ngoài doanh nghiệp hay không. Chúng ta cũng thiết kế có những cái môn thực hành.
thì thứ nhất là có môn thực hành về cơ khí, thứ hai thực hành về điện động cơ, thứ ba thực hành gầm ô tô, thứ tư đó là điện tự động ô tô. Thì để gì, nâng các khả năng chúng ta gì, các kỹ năng giúp cho chúng ta hoàn thiện hơn, sau này chúng ta có những cái kỹ năng đó, sau đó chúng ta gì ra ngoài chúng ta sửa chữa thành thạo hơn, giúp cho chúng ta gì chẩn đoán những cái dòng xe mà mới hiện nay thì chúng ta vẫn bắt kịp được các công nghệ. Còn vấn đề thực tập ở ngoài doanh nghiệp thì hiện nay khoa đã gì liên kết với các doanh nghiệp trong việc gì tham quan thực tập kiến tập và gì trong việc kiếm việc làm cho các em sau này, giúp cho các em gì nào cũng phải có việc làm. Và nếu mà sau này tìm việc làm ở những của lĩnh vực đó ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ như thế nào ạ? Bạn hỏi về những lĩnh vực của công nghệ ô tô, em xin mời anh Sơn sẽ trả lời cho phần này ạ. Về câu hỏi của Thành Đạt thì nãy em có nói sơ về các lĩnh vực mình có thể làm rồi đó. Nhưng mà để đi sâu cụ thể thì về cái vấn đề là lúc em học ô tô ra xong, em muốn tìm được công việc của mình tại chính nơi mình sinh ra, lớn lên và học tập là thành phố Hồ Chí Minh. Thì với cái thị trường tiềm năng của Việt Nam và đang bùng nổ hiện nay của ngành ô tô á, thì đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh với lượng xe bán mới hàng ngày nó rơi vào tầm khoảng là 2.000 xe một ngày, thì cái đối với các bạn học ô tô ra xin việc ở thành phố Hồ Chí Minh rất là dễ. Nhưng cái vấn đề nó không nói thì dễ là dễ, mà nói khó nó không khó. Dễ ở chỗ là nếu như mình định hướng ngay từ đầu, trong quá trình mình học mình định hướng ngay từ đầu, mình bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, và đến lúc ra trường mình xác định là mình sẽ xin vào đó thì rất là dễ. Còn nếu như mà mình học và mình chỉ là định hướng nhưng mà mình không có bổ sung kiến thức á, thì lúc ra đó, ra để mà cùng với một vị trí đó thì cạnh tranh của mình rất là nhiều. Đó. Thì nhưng mà đối với ngành ô tô ở thành phố Hồ Chí Minh thì hầu như các bạn mà ra thì đều xin được việc. Nhưng cái vấn đề là lúc mà mình xin á, mình phải định hướng từ đầu là mình sẽ xin vào vị trí gì và mình bổ sung kiến thức cho vị trí đó thì nó tốt hơn. Thực sự ra thì bây giờ Đạt mới là lớp 12 thôi, thì em có cái tham vọng, cái ước muốn là mình sẽ kiếm được một cái việc làm trong tương lai ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Nhưng mà biết đâu một khoảng thời gian nào đó khi em lên đại học, tự nhiên em thấy mình học giỏi quá, thành phố Hồ Chí Minh chưa phải là một cái chỗ để thực sự phù hợp cho mình tỏa sáng. Mình muốn mở rộng cái phạm vi ra hơn, mình muốn đi du học chẳng hạn. Đó là những cái ước muốn rất là chính đáng của các bạn sinh viên. Mà sau này thì anh hy vọng là những cái ước nguyện của mình về công việc, những cái mục tiêu mà em đặt ra cho bản thân sẽ ngày càng lớn hơn, để mình có thể đạt được nhiều thành công hơn trong tương lai nha. Khi mà anh học Văn Lang, anh rất là tự tin và rất là tin tưởng nhà trường. Tại vì sao? Tại vì anh biết là đây sẽ là nơi để giúp anh phát triển từ lúc còn đi học. Và sau này khi ra trường thì anh sẽ khả năng mà có việc làm rất là cao. Và kể cả khi anh không học về ô tô, anh vẫn rất là tự tin, bởi vì tất cả các ngành đều như vậy. Cho nên là các em cứ yên tâm. Và câu hỏi của bạn Minh Hoàng cũng chứng tỏ là bạn đang rất là quan tâm về trường Văn Lang, về những cái định hướng của trường và cũng như là chương trình học. Thì bây giờ thì quay trở lại với trường Đại học Văn Lang, thì em xin được mời thầy Sơn có thể là chia sẻ một chút xíu về những nét đặc trưng trong sinh hoạt học tập của sinh viên khoa mình không ạ? Trong quá trình chúng ta học tập ở khoa công nghệ kỹ thuật ô tô thì ngoài việc chúng ta học chuyên ngành thì chúng ta có thể tham gia các hoạt động. Như ở khoa của chúng ta thì có các câu lạc bộ, như câu lạc bộ kỹ năng chuyên ngành ô tô, câu lạc bộ bảo dưỡng sửa chữa làm đẹp xe mô tô, xe gắn máy. Nếu mà chúng ta thích làm xe gắn máy thì chúng ta vào cái câu lạc bộ này. Thứ ba đó là câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, và tiếp theo là câu lạc bộ làm mô hình. Làm mô hình xong thì chúng ta về tham gia các cuộc thi, câu lạc bộ doanh nghiệp, câu lạc bộ tiếng Anh. Các bạn thân mến, anh Trần Sơn đang ngồi ở đây hiện là đối tác doanh nghiệp hợp tác đào tạo của khoa công nghệ ô tô trường ta, và anh đã tài trợ các thiết bị phục vụ việc học tập của sinh viên Văn Lang, cũng như là giảm 30% học phí các khóa học chăm sóc xe ô tô tại doanh nghiệp. Thì anh có những chia sẻ nào thêm về những hoạt động kết nối doanh nghiệp không ạ? Về cái hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp của mình với khoa ô tô của Văn Lang á, thì mục đích ban đầu của hai bên á là thiết lập những cái khóa đào tạo ngắn hạn về chăm sóc xe
hay là cố vấn dịch vụ, hay là sắp tới có triển khai thêm một số mạng như là sửa chữa đồng sơn, máy chẩn đoán chẳng hạn. Thì mục đích của cả hai ban đầu đều là tạo điều kiện cho các bạn sinh viên lúc theo học ô tô được tiếp xúc sớm với các ngành nghề mà mình có thể sẽ làm trong tương lai, để các bạn có thể là thông qua những cái khóa học này bổ sung thêm kiến thức, bổ sung thêm kỹ năng, hoặc là định hướng lại cho mình. Khi mà một số bạn thì có thể là vào đi học nhưng mà chưa có định hướng được là ra khỏi trường thì mình sẽ làm ở vị trí nào. Thì về cơ bản là bên công ty và khoa là muốn các bạn sinh viên tìm hiểu trước và sớm, để sau khi ra trường mình định hướng lại cụ thể về cái công việc cũng như mà cái hướng phát triển về lâu về dài. Cho nên là mình cũng muốn là trong quá trình là các bạn cũng là sinh viên thì mình hỗ trợ thêm một phần nào đó, cũng như là kết nối với khoa để giúp các bạn tiếp cận với những cái kiến thức mới bên ngoài, cũng như là những cái kiến thức để phù hợp cho những cái công việc sau này của các bạn. Dạ, bởi vì anh Sơn cũng đã từng là một sinh viên về ô tô, cho nên là mình hiểu được cái cảm giác của sinh viên, và những cái hoạt động của anh dành cho sinh viên rất là thiết thực. Và đó là những góc nhìn mà các em đã nghe được những chia sẻ tâm sự từ giảng viên này, từ doanh nghiệp này. Bây giờ là một góc nhìn gần gũi hơn, trong một tương lai rất gần thôi, cho những câu hỏi các em có thể đặt, như là hỏi về mình học như thế nào, đồng phục ra làm sao, này kia nọ. Thì những câu hỏi mà mình sắp tới, tương lai rất gần, vài tháng nữa thôi các em sẽ bước vào trường, thì các em hãy hỏi một nhân vật điểm trai của mình đang ngồi ở đây. Anh là sinh viên năm 3, và nãy giờ thì mình mới biết là sinh viên năm 3 thôi, nhưng mà thực ra đây là nhân vật con nhà người ta trong truyền thuyết các bạn. Và Minh Khoa xin được bật mí với các bạn, thì anh Vĩnh Thiên của chúng ta là đạt học bổng thủ khoa 2 học kỳ, và hiện anh đang là bí thư đoàn khoa công nghệ ô tô. Đấy, thì trước khi mà các bạn đặt câu hỏi cho bản thân mình, thì Khoa xin được hỏi anh Thiên trước, là anh có thể chia sẻ một chút bí kíp cho đàn em có thể là trộm vía, học giỏi để mình săn học bổng được không ạ? Theo mình thì để học giỏi thì mình phải hiểu được cái bản chất của môn học mình đang học và khai thác thật là tốt. Và để khai thác thật tốt cái đó thì mình cần phải có đức tính tốt, như là cần cù, siêng năng, ham học hỏi. Và các em cần phải có một cái nhóm bạn nữa để trao đổi lẫn nhau thì nó sẽ tốt hơn. Đó là những cái bí kíp nho nhỏ giữa sinh viên với nhau, và sau này các em cũng sẽ là sinh viên cho nên là cũng rất là cần những kỹ năng này nha, làm việc nhóm rồi đó. Rồi Tuấn An, bây giờ em có những câu hỏi nào cho bản thân mình trong năm nhất nè, mình băn khoăn gì mình hỏi nha. Em cũng có câu hỏi cho anh Thiên là theo anh là thủ khoa 2 học kỳ, theo anh là cái đầu năm nhất á, thì anh thấy là môn nào mình cần phải quan tâm và khó nhất để vượt qua? Để đạt được thủ khoa thì môn nào em cũng phải quan tâm hết, thì tất cả các môn đều tính điểm trong cái đợt sao bổng của em, nên là môn nào em phải tập trung hết sức mình đó, nên là em phải dành nhiều thời gian cho nó. Thầy cô giảng gì thì mình phải ghi lại, nhớ là ghi lại chứ đừng có chụp bằng hình. Thì anh cũng chụp nhưng mà anh chụp xong cái tối về anh phải lấy cái sách đó anh ghi lại, chứ anh không có để trong điện thoại của anh, bởi vì khi mà em để trên điện thoại thì nó sẽ không có nhớ được, thấy không? Em phải ghi lại thì em mới nhớ được kiến thức, và kiến thức nó mới chạy dần dần trong đầu em, và em mới thuộc được, em mới hiểu được cái bài đó, và nó sẽ giúp cho tương lai của em nhiều hơn. Khi em chụp lại thì nó như là một cái bức ảnh nhất thời thôi, chứ nó không có lưu hòa trong ký ức em được. Chính xác. Và bây giờ thì các bạn mà đang xem qua màn ảnh nhỏ, sẽ có một số bạn hơi nhột một chút xíu, trong đó có em luôn. Tại vì đây là sự khác biệt của thủ khoa. Thủ khoa là chụp màn hình, chụp cái bảng xong rồi về nhà rồi chép lại vào vở. Còn một số người, trong đó có em, chụp xong về là một bức ảnh bình thường trong album, không bao giờ lấy ra coi lại, bởi vì khi mà mình đã về tới nhà rồi, mình nằm xuống giường là mình lười rồi mọi người. Cho nên là việc mà ghi chép lại những kiến thức mà thầy cô đã giảng dạy ngay trên lớp là rất là quan trọng, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Rồi ok, cảm ơn câu hỏi của Tuấn An. Bây giờ Thành Đạt, em có những thắc mắc nào cho tương lai gần của mình không? Dạ. Em có một câu hỏi, có những hoạt động nào mà có cái điểm mạnh của nó là cái gì vậy? Khoa mình thì có một hoạt động rất là đặc trưng, đó là trip.
nó sẽ được tổ chức hàng năm ở các hội trường lớn. Ngoài ra thì con còn có những cái giải đá banh cho các bạn nam tham đam mê đá banh. Còn có một số cuộc thi về ô tô mà khoa hợp tác doanh nghiệp tổ chức. Em có thể tìm tòi, em có thể tìm hiểu hơn về kiến thức về ô tô ở trong cuộc thi đó. Anh cảm ơn câu hỏi của Đạt nhiều nhé. Còn Hoàng thì sao? Em có câu hỏi gì đặt cho anh Thiên không? Dạ, em muốn hỏi anh Thiên là trong ngành của mình thì có tham gia đoàn hội gì không ạ? Thì cái vấn đề đoàn hội em hỏi rất là hay á. Hồi nãy thì An có hỏi, An thắc mắc là cái kỹ năng mềm mình không biết là mình rèn luyện ở nơi nào. Thì đương nhiên thì đoàn hội sẽ là nơi mà các em rèn luyện được cái kỹ năng mềm rất là tốt. Do đoàn hội của khoa thì em sẽ được biết cách tổ chức những sự kiện nè, gặp được thêm những bạn mới nè, những khoa mới nè, những khóa mà khoa mới nè, những em mà mới vô nè, đó thì em sẽ được rèn luyện rất rất nhiều kỹ năng ở đoàn hội đó. Đó là những kỹ năng mềm sau khi mà em ra trường sẽ rất giúp ích được rất nhiều cho tương lai của em, thì đó là cái đoàn hội. Rồi, cảm ơn anh Thiên, cảm ơn bé Hoàng và hai bạn rất là nhiều, bởi vì những câu hỏi rất gần gũi và ba bạn sẽ gặp trong tương lai gần. Vào năm nhất thì anh hy vọng là các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm thật là đẹp tại trường Đại học Văn Lang. Và đến đây cũng là điểm gần kết của chương trình rồi, thì không biết là ban tư vấn có những điều gì tâm đắc mình muốn gửi gắm đến ba bạn học sinh ở đây cũng như là các bạn đang xem trên fanpage của trường Đại học Văn Lang ạ. Dạ, em xin mời thầy Sơn trước ạ. Trước tiên thì chúng ta sẽ gì? Học thì chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải xác định được chúng ta học phải đam mê. Khi chúng ta đã chọn cái đam mê của chúng ta về ngành công nghệ kỹ thuật ô tô thì chúng ta phải theo đuổi tới cùng, chứ không phải là gì chúng ta chọn sau đó là gì tiếp tục chúng ta học một ngành khác. Thì chúng ta phải suy nghĩ cho nó gì chín chắn, rồi sau đó thì chúng ta chọn ngành cho nó đúng, sau đó chúng ta gì hết mình với đam mê. Dạ, một lời chúc rất là ý nghĩa từ thầy Sơn, hãy hết mình với đam mê. Dạ, còn anh Sơn thì sao anh? Thông qua cái buổi trao đổi đối với các bạn học sinh thì mình cũng là từng cựu sinh viên ô tô, mình chỉ gửi gắm tới một điều thôi là đã học ngành ô tô thì phải theo đuổi đến cùng. Thứ hai nữa là phải cập nhật kiến thức, vì công nghệ bây giờ đổi mới hàng ngày, mình phải cập nhật thật liên tục để lúc mà mình ra trường mình đầy đủ nhất trong con người của mình, để mình cạnh tranh với bất kỳ vị trí nào mình muốn làm việc. Dạ, em cảm ơn anh Sơn rất là nhiều. Lại là một nguồn động lực nữa dành cho cả ba em và tất cả các bạn nhỏ đang xem chương trình Let's Talk ngày hôm nay. Còn anh Thiên thì sao? Anh Thiên có lời chúc gì gửi gắm đến các bạn học sinh không? Anh chúc đơn giản thôi. Thì anh chỉ mong là các em sẽ đạt được điểm cao thật là cao trong kỳ thi sắp tới và sẽ vô được ngành của khoa anh, và sẽ là đàn em thật là dễ thương của khoa anh. Đúng là sinh viên lời chúc rất là gần gũi đúng không? Và bây giờ thì ba em có, sau buổi ngày hôm nay mình đã có được rất là nhiều kinh nghiệm tích lũy cho bản thân rồi. Bây giờ thì Tuấn An trước đi. Em có những lời nào muốn gửi gắm đến ban tư vấn ngày hôm nay đã tư vấn và đã trả lời những thắc mắc của mình không? Em cũng xin cảm ơn ban tư vấn đã trả lời những câu hỏi thắc mắc cho em, để em bớt rối và em đã xác định được mục tiêu cho mình trong ngành của mình rồi. Còn Đạt thì sao? Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai thầy và anh đã cho em những lời khuyên để em bước tiếp trong tương lai. Còn Minh Hoàng? Cảm ơn ban tư vấn đã cho em những lời khuyên và trả lời được những câu hỏi thắc mắc trong lòng em. Cảm ơn Hoàng. Và một lần nữa thì em cũng xin được cảm ơn thầy Sơn, anh Sơn, anh Thiên và cũng như là ba em học sinh rất là nhiều ngày hôm nay đã ngồi ở đây để mình cùng nói lên những cái vấn đề mà đang rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn học sinh lớp 12 năm nay. Thì một lần nữa anh xin chúc ba đứa một thời gian sau gặp lại thì ba đứa sẽ trở thành một trong những sinh viên học tốt ở trường Đại học Văn Lang, đặc biệt là trong cái ngành của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và bây giờ thì chương trình cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong số Let's Talk tuần sau nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé. Thì sau buổi phỏng vấn thì mình thấy là gì? Các bạn học sinh hôm nay thì rất là năng nổ, năng động trong việc phát biểu. Thì mình hy vọng thì sau cái buổi học hôm nay các bạn sẽ có một cái định hướng cụ thể, xác định về cái hướng
mình đã chọn nghề nghiệp. Nếu mình chọn nghề nghiệp phải chọn gì? Thứ nhất là xác định về cái gì, sự đam mê, yêu thích mình. Thứ hai sau đó chúng ta phải gì? Hết mình với cái nghề nghiệp của chúng ta. Xuất phát từ là một cựu sinh viên ô tô thì sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay với các bạn học sinh thì mình cảm thấy rất là vui mừng khi các trường đại học đã đầu tư hơn về cái vấn đề là cung cấp thông tin ban đầu cho các bạn học sinh trước khi các bạn vào học ở tại trường, để các bạn có không bị bỡ ngỡ khi bước chân vào trường học. Bên cạnh đó là mình hy vọng rằng là các thế hệ tiếp theo của sinh viên không chỉ trường Văn Lang mà các trường khác cũng sẽ là định hướng được tương lai, định hướng được công việc thông qua những buổi nói chuyện trao đổi với những người đi trước như hôm nay. Thì sau buổi talk show ngày hôm nay thì mình thấy rất là thú vị. Nhưng mà mình vẫn thấy được là ở các em vẫn có một chút gì đó gọi là rụt rè. Thì hy vọng là khi mà vào Văn Lang và học khoa công nghệ ô tô thì các em sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ có bản lĩnh hơn trong việc đối thoại và học tập.